đang xem cái video này của Tiến nha. Thì hôm nay cho Tiến xin phép là cập nhật hàng tháng 11 năm 2021, đầu tháng 11 năm 2021. Đây là số điện thoại để liên hệ với Tiến 0706 222 435 Tiến B. Và lưu ý Tiến không có sử dụng Zalo, mọi người liên hệ Tiến theo cái ứng dụng là Telegram nha, nhắn tin gọi điện hoặc là gọi điện trực tiếp. Thì đầu tháng 11 thì Tiến có về lại cái mẫu CZ 75 nè. Mẫu này anh em mình rất là đặt nhiều luôn nên mình về được mấy con CZ 75. Chỉ về CZ 75 thôi, còn những cái hàng cũ thì còn lại ví dụ như là G2 914 với lại Glock thì đặc biệt là nó hai băng nha. Cái đó bây giờ Glock nó cũng mình về được hai băng luôn cho mọi người chơi luôn đó. Mình làm rất là nhiều lần những cái con hàng này rồi. Thì bây giờ chủ yếu là mình làm những cái hàng mình còn ngay hết thôi, để cho anh em mình tiện đặt hàng. Còn anh em nào muốn xem lại kỹ hơn về các review thì có thể kéo xuống phần video của Tiến. Tiến làm hơn 100 cái video review về tất cả những con hàng này rồi, cũng chi tiết. Thì anh em nào muốn xem lại thì mình xem lại các video sau giúp Tiến nha. Thật sự cứ những cái hàng súng cao su cao cấp này cũng có khoảng hơn 10 mẫu thôi Tiến làm á, thì cứ làm qua làm lại hoài thì nó không biết gì để làm nữa. Rồi Tiến chỉ làm những cái hàng mà Tiến cập nhật thôi. Bây giờ Tiến làm hàng cập nhật cho anh em mình tiện để đặt hàng thôi nha. Còn cái vấn đề giao dịch buôn bán gì đó thì xem lại các clip khác đó. Thì Tiến cũng nhắc luôn là Tiến chỉ bán chuyển khoản rồi Tiến mới gửi hàng. Thời gian thì Tiến hẹn một tuần đối với hàng Tiến có sẵn. Rồi những cái hàng mà anh em muốn order thì phải đợi lâu hơn, khoảng 15 ngày hoặc có thể hơn nữa. Thì cái vấn đề đặt hàng đó thì mình báo sau. Mình liên hệ báo cụ thể thời gian với anh em mình sau. Và những hàng này hiện tại là những hàng Tiến có sẵn thì nó nhanh hơn, tầm khoảng 1 tuần thì mình gửi. Đặc biệt là Tiến chỉ bán chuyển khoản, không có giao dịch trực tiếp và không có để đỡ mất thời gian cho mọi người. Tiến nói từ đầu rồi nha. Đây Tiến B thì đầu tháng 11 năm 2021 thì những cái mẫu này còn nè, đặc biệt có về thêm mẫu CZ75, mẫu yêu thích của anh em luôn á. Rồi mình xin chào và xin tạm biệt tất cả mọi người. Rất mong lại được nhận sự tin yêu từ tất cả anh em. Rồi Tiến xin cảm ơn.